Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một thiết bị phát hiện camera quay lén và máy ghi âm. Thì thiết bị này như các bạn thấy là đây là mặt trước, đây là mặt sau, thiết bị chạy bằng pin. Đây, sử dụng pin kiểu rất là phổ biến. Cách phát hiện máy ghi âm thì thiết bị dựa trên nguyên lý là thu cả những cái thiết bị phát sóng radio. Thì đây là cái anten, nút này là nút chọn chế độ rung khi cảnh báo, khi mà phát hiện ra thì nó sẽ rung. Phần này là độ nhạy của tín hiệu, thì các bạn thấy có là đây là thấp, đây là mức cao. Thì khi các bạn phát hiện có thiết bị đang truyền phát sóng thì nó sẽ cái cột tín hiệu báo đây sẽ đầy. Như đây trong phòng này đang có rất là nhiều sóng wifi mà để độ nhạy cao, nên là các bạn để thấy là cái cột sóng này nó đang báo là đỏ. Còn đây là phần để phát hiện camera quay lén thì sẽ qua một bộ lọc, thì dựa trên cái nguyên lý là phản xạ ánh sáng của cái thấu kính. Thì đây là nó phát, đây là khi mà nhấp nháy, hai chế độ, một là nhấp nháy, hai là sáng liên tục. Thì sau đây là mình sẽ demo cho các bạn xem thiết bị này hoạt động như nào. Thank you.